Chào các bác, hôm nay em gặp một cái đồng hồ SK. Xin thưa với các bác, SK này của một bác ở Phú Thọ, tên là bác Khanh ấy. Đây bác Khanh, bác gửi cho em nhé. Em đã kiểm tra rất kỹ cái đồng hồ SK này của bác ấy. Đấy, lau dầu hết rồi, em tháo ra lau dầu hết rồi. Đấy, lau tháo cả mặt lịch hết rồi. Kiểm tra rất kỹ rồi, nhưng mà vẫn cứ thấy nó bó máy. Mãi em mới phát hiện ra các bác ạ. Cái này là đã một thợ khác người ta làm rồi. Xin thưa với các bác nhìn kỹ vào cái bánh răng này. Các bác thấy là cái bánh răng này nó là bánh răng gì ạ? Bánh răng của máy Senco, chứ không phải máy SK. Không biết thợ nào nó đã lắp như cái này này. Đấy, bây giờ em mới phát hiện ra. Bây giờ em sẽ thay cái bánh kim ly này. Em mặc dù em tháo tung hết ra rồi đấy các bác này. Để kiểm tra em thấy rất là bình thường, không vấn đề gì cả. Đó. Nhưng mà nó vẫn cứ bó máy. Đó, hóa ra đây này, các bác nhìn cái kim ly này. Kim ly này có máy Senco các bác ạ. Đây này. Cổ thế đấy. Đó. Máy Senco Nhật đấy, chứ không phải máy SK. Không biết là thợ nào nó lắp kiểu này đấy ạ. Nha bác Khanh nhá. Cổ quá, em phải tháo tung cả máy của bác, các bác thông cảm nhá. Em thấy nó cứ bó máy, em lau dầu hết rồi đấy. Đó. Bây giờ em sẽ thay cái kim ly này. Kim ly này này các bác này. Kim ly là kim ly trắng 4 thang là của máy Senco. Máy em mới để ý đến nó. Lau dầu hết rồi. Em mới để ý đến nó đấy. Đây, còn cái kim ly tức là kim dây đấy. Kim dây của máy SK nó có 5 thang cơ, nó màu vàng cơ. Trời ơi. Thảo nào em cứ thấy nó báo máy. Em không để ý. Đó, không biết thợ nào lắp cái kiểu này chết dở. Em thì em cứ tin tưởng, em không để ý, em tháo tung hết cả máy ra rồi đấy. Lau dầu cho bác Khanh rồi đấy. Chết dở. Mất công của em quá. Mất cả buổi chiều của em đấy. Bác ấy gửi từ Phú Thọ cho em. Thôi thì dù sao bác tin tưởng em cảm ơn. Đấy, công mình làm cũng là vui vui vẻ thôi. Mặc dù là mãi mới tìm ra bệnh cuối cùng của nó là do thợ nhá, các bác nhá. Đó, em sẽ lắp cái này vào rất là nhanh chóng, tại vì khi em lắp cái bánh gai này, bánh răng này vào, em thấy nó lâu lắm, em đã ngờ ngợ rồi. Em bảo hay là bánh gai nó bị gãy hay là làm sao đấy đó, mà em không thấy cái hiện tượng gì cả. Mãi sau em mới để ý đến cái bánh ly kim ly đó, thì em mới phát hiện ra là bánh kim ly không phải của nó là bánh kim ly của máy Senco. Biết thợ nào lắp cái kiểu này thì chết dở thật. Đây, có một video trước em chia sẻ với bác Khanh đấy, họ chỉ lắp đúng một ốc này thôi, còn hai ốc này họ không lắp này. Đó, hai ốc này không lắp luôn. Đó, rất là nguy hiểm. Sẽ lắp lốt con ốc vào đấy ạ. Cho bác hai con ốc nha, bác Khanh nha. Nhưng mà con ốc này không được đẹp lắm. Đó. Em bây giờ em đã lắp chiếc bản lịch đã. Rồi ôi, mất bao nhiêu công của em. Ôi thế đấy ạ. Em sẽ lắp phần lịch trước. Mất khá nhiều công của em đấy ạ. Mãi mới tìm ra được cái bệnh của nó. Cái bệnh này do thợ đấy ạ. Không biết là thợ người ta lắp kiểu gì ý. Thậm chí là lắp một thiếu ốc cho khách nhé, nguy hiểm quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa. Cái đồng hồ SK này có một đặc điểm là cái phần đây tụi em đang lắp này các bác này, có hai con ốc rất là đặc biệt, đó là hai con ốc vác à, nên các bác lắp cẩn thận nhé. Các bác phải dùng loại tua vít bé nhất hiện tại có trên thị trường ấy thì các bác mới lắp được cái ốc này, và nó là ốc vác các bác nhé, ốc vác. Và đây các bác phải cẩn thận chỗ này. Con này không gấp được đâu nha, rất khó gấp. Đó, các bác thấy nó chìm xuống đúng không? Chìm nó xuống cái này, chìm nó xuống cái này. Đấy, khi bắt ốc rồi nó chìm nó xuống. Đấy, con ốc thứ hai. Cầm lên em bắt cho các bác nhìn đấy. Sau khi lắp xong ấy thì các bác lên chỉnh lại lịch xem nó có nhảy lịch không. Ok nhá. Đó. Tiếp theo em sẽ lắp tiếp cái phần lịch. Con này em mất khá nhiều công của bác Khanh đấy. Đấy, vì đã qua tay thợ rồi. Đấy, em đã cảnh báo ngay từ ban đầu đấy, em đã nghi ngờ cái con đồng hồ này rồi. Là qua tay thợ khác, đúng như em dự đoán thật. Đấy, qua tay thợ khác họ đã làm rất là mệt, làm em rất mệt, mất công. Em tháo tung hết cả máy này ra đấy, để lau dầu đấy. Thì mãi mới phát hiện ra bệnh của nó. Đó. Sau đó em sẽ lắp cái lịch này vào. Lịch này lắp không khéo nó sẽ bị kẹt lịch nhá. Các bác không lắp cẩn thận cái lịch này, giúp em. Nó sẽ nhìn nghiêng nhá, xem nó chìm đúng chưa nhá. Nè, em nhìn nghiêng em thấy nó chìm rồi. Em bắt đầu lắp cái khóa lịch vào. Khi lắp phải lau đi cho nó sạch sẽ. Đó, em sẽ thử chỉnh lịch xem. Đó, ok. Sau khi lắp xong rồi em sẽ lắp cái mặt lịch vào. Đó. Đây là lấy mặt thổi, mình thổi đi các bác nhé. Em đã thổi rồi. Đấy, nó có hai chân này. Hai bên ấy, thì mình sẽ lắp khóa vào hai chân. Đấy, mình sẽ khóa chân này vào. Bây giờ mình sẽ quay cho nó nhảy lịch. Đây mùng 6 này. Các bạn nhìn nhé.
Đấy, mùng 7 khi đã nhảy rồi thì mình lắp lịch lắp cái kim kim giờ trước. Đó. Lắp kim giờ trước. Đó. Sau đó mình sẽ quay tiếp. Đây là thành 12 giờ trưa nhé. À, sau đó sẽ lắp cái kim dây. Các bác nhìn thấy cái kim dây này dạ quang nó bị hỏng rồi. Em sẽ lấy một cái dạ quang khác thay cho bác ấy, kỷ niệm bác ấy thôi. Ở cái đồng cái dây kim cũ.